Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, vạn vật mãi chuyển xoay theo dòng sinh diệt vô thường biến ảo. Thật vậy, cho dù chúng ta có giàu sang danh vọng, chức quyền hay khốn khổ thấp hèn, không ai tránh khỏi cảnh sanh, lão, bệnh, tử. Ngoài ra, còn vô số những nỗi thống khổ như xa lìa người thân, mong cầu chẳng được, đối mặt với kẻ thù, thiên tai, địa ách, vân vân. Và nỗi thống khổ tột cùng, đó là lúc sắp chết, thân thể đau nhức, tâm thần hoang mang, hoảng hốt, lo sợ. Sau khi chết, tùy theo nghiệp thiện ác mà thọ lãnh kiếp sống khác, vô số lần sanh ra và vô số lần chết đi, cứ mãi trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử, khổ đau. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 2, là ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Hàng Phật tử chúng ta, ai ai cũng cảm thấy xao xuyến, bồi hồi, tưởng nhớ đến ân đức của Phật. Khi còn làm Thái tử, Ngài đã nhận thấy cõi đời này là vô thường, khổ não, sanh, lão, bệnh, tử, nên từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vượt khỏi hoàng thành, dấn thân vào chốn núi non, tu khổ hạnh 6 năm, và sau 49 ngày đêm ngồi tư duy thiền quán dưới cội Bồ Đề, tìm ra được ánh đạo vàng, rồi lần lượt đi khắp nơi ôm bát khất thực, đem gương lành giáo hóa chúng sanh. Xuyên suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ, đến 80 tuổi, Ngài thu thần thị tịch dưới rừng cây Sa La. Nhưng chân lý của Ngài vẫn tồn tại mãi mãi như ánh thái dương, xua tan bóng tối vô minh, tham sân si, đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Nội dung quyển vô thường này nói lên sự thật của cuộc đời là một sự thay đổi không ngừng từ thân xác cho đến tinh thần, xô đẩy con người vào guồng máy khổ đau triền miên bất tận. Tuy chỉ có 3 nội dung chính, nhưng tác phẩm bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh, nghiệp báo luân hồi, và chỉ cho chúng ta thấy rõ phương pháp tu hành để chấm dứt tham lam, sân nhuế, tà kiến, những xung đột, tị hiềm, ganh ghét, ích kỷ, nhỏ mọn, dối trá, xảo nguyệt, chỉ trích, đả kích, dòm ngó lỗi người, rèn luyện cho chúng ta có được đức tánh điềm đạm, khiêm hạ, có được đầy đủ đức, trí, huệ, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, giúp cho thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh, không phạm phải những lỗi lầm tội ác, tạo cho chúng ta có được đời sống đạo đức chân thực, giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội và nêu gương lành cho chúng sanh. Bên cạnh đó, còn có những mẩu chuyện đạo lý cảnh tỉnh con người, và quan trọng nhất là phương pháp vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau do vô thường đem lại. Quyển vô thường này có lợi ích thiết thực như vậy mà chúng ta không chịu thực hành theo lời Phật chỉ dạy, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, làm cho tâm trí mê mờ đảo điên, để cho đời sống đen tối tội lỗi tự chuốc lấy khổ đau, thật là đáng tiếc vô cùng. Vậy những ai là bậc hiền trí hãy mau thức tỉnh tu hành, làm lành, lánh dữ, để tự cứu lấy mình và cứu độ tất cả chúng sanh. Có như thế mới không phụ công ơn giáo dưỡng của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nên có câu: hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua tác phẩm vô thường này, cảm thấy vô cùng hoan hỷ, như được ai ban tặng cho món quà vô giá. Chúng tôi cảm nghĩ đây là một tác phẩm có giá trị to lớn, mang lại lợi ích thực sự cho hàng xuất gia cũng như tại gia. Chúng ta chịu khó nghe đọc quyển vô thường này nhiều lần sẽ thấy rõ cõi đời này là vô thường, giả tạm, khổ đau. Nhờ hiểu được như thế nên chúng ta mới cố gắng tinh tấn tu hành để thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Nguyện xin ân trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát sủ lòng từ bi, gia hộ cho tất cả chúng sanh trong 10 phương ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm 6 thời đều an lành, tất cả thời gian luôn an lành. Với nguyện vọng truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với mọi người biết cách tu hành, làm lành, lánh dữ. Gia đình Phật tử thiện phúc.
và gia đình Phật tử Quang Thành. Phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển Vô Thường do sư Thích Giác Thiện, tịnh xá Lộc Uyển, số 121, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Giọng đọc Hùng Thanh và Thi Mai. Kỹ thuật âm thanh Hùng Minh. Như những đóa hoa sa la thành kính dâng lên đấng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này, chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử nội dung chương trình với lòng thành kính, nguyện cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp nơi, mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, nương mình trong ánh hào quang của chư Phật, tinh tấn tu hành, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu. Kiếp người ngắn ngủi, vạn vật vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời hợp tan, đã để lại trong lòng chúng ta biết bao lo âu, nuối tiếc và sợ hãi. Sau chuỗi thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại kẻ khóc tiễn người đi nghìn thu vĩnh biệt. Bản thân tôi là nhà sư, thường đi đám tang, nên đã chứng kiến rất nhiều cảnh sanh ly tử biệt bi ai thảm thương. Khi nhìn thấy con cháu khóc ông bà cha mẹ, hay ông bà cha mẹ khóc con cháu, vợ chồng xa lìa ân ái, biệt ly sầu bi, đổ lệ can trường. Chứng kiến thảm cảnh đó, tôi mạo muội cố gắng sưu tầm lời Phật dạy và các tài liệu nói lên tính chất vô thường của chư Tôn Đức, kết lại thành tập vô thường này. Đã nhiều lần muốn ấn tống, nhưng ngại mình đức mỏng tài sơ, chưa đủ khả năng làm nổi việc này. Nếu mãi e ngại hoài thì không làm được gì, uổng phí một đời thọ ơn đàn na tính thí, chi bằng cố gắng viết hết những gì mình hiểu biết để báo đáp phần nào ơn đức Tam Bảo và đàn diệt. Nhờ sự hoan hỷ đóng góp của huynh đệ, cho nên cuốn Vô Thường này mới có dịp ra mắt quý vị độc giả xem qua. Nếu có điều gì sơ suất thiếu sót, ngưỡng mong chư thiền đức và quý Phật tử gần xa hoan hỷ đóng góp ý kiến cho quyển Vô Thường này được hoàn chỉnh hơn. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dẫn nhập. Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật đã soi sáng và sưởi ấm tâm linh của vô lượng chúng sinh trong đêm dài vô minh. Đã gần 26 thế kỷ, nhưng lời dạy của Ngài vẫn còn vang vọng đâu đây? Thế gian là vô thường, cõi nước mong manh, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, luôn luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không thực. Nếu quan sát được như thế thì thoát khỏi sanh tử. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý của Phật nhằm đánh thức con người sớm giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn khổ đau, chỉ có giác ngộ mới vượt qua mọi khổ đau. Để cứu khổ chúng sinh, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy thân này là vô thường, tâm không thật, vạn vật đều giả tạm. Nếu chúng ta giác ngộ được giáo lý vô thường, khéo ứng dụng nó vào trong cuộc sống tu hành, thì mọi phiền não khổ đau không còn nữa, rồi lần lần tiến lên Phật quả. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như điểm chớp, hãy nhìn như mộng huyễn, thần chết không bắt gặp. Kinh Pháp Cú. Quyển Vô Thường này tuy đơn giản, nhưng nội dung lại bao quát nhiều khía cạnh, mang tính chất xây dựng cả đạo lẫn đời và đáp ứng những thắc mắc như: thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường? Làm sao cho thân tâm được thanh tịnh? Muốn tránh sự sợ hãi trong lúc lâm chung, hàng ngày phải làm gì? Chết có hết khổ không? Và sau khi chết đi về đâu? Khi nghe quyển Vô Thường này,
quý Phật tử nên nghe nhiều lần, tư duy lời Phật dạy, nghiền ngẫm cho tận tường. Như vậy mới nhận ra được sự vi diệu vô biên của Phật Pháp. Rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử. Nếu quyển vô thường này có chút gì lợi ích cho chúng sinh thì đó là diệu dụng của Pháp Bảo. Xin hồi hướng công đức lành này, cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà, mọi loài sớm thoát khỏi đường mê, quay về nẻo giác, từ bỏ sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh. Người người biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau, thế giới hết nghiệp binh đao, mưa hòa gió thuận, quốc thới dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Định nghĩa về vô thường. Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không. Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm thì sẽ biết ngay. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng giây từng phút, sau chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già rồi chết đi. Mỗi giây phút trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: tất cả các pháp trong đời cũng như giấc mộng, khác gì huyễn thôi. Tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh chút hơi xương tàn. Ngày qua chớp nhoáng lẹ làng, phải nên suy xét hợp tan đó là. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết gá cành cây, xương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiện thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi niết bàn bất sanh bất diệt. Thưa quý Phật tử, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh, lão, bệnh, tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đầy nhơ uế. Đến lúc chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi về chiều lại càng khổ hơn, da nhăn, má hóp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu, đi đứng khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, dẫn dơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung, từ giã cõi đời tạm bợ theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cái chết trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng: thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng: mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng: mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói sống được 70 năm. Còn vị thứ ba bảo vài tháng, vài ngày, vân vân. Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng: bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng: ông hiểu và nói được như vậy mới thực là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ô hô,
tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường, dạng sự hư. Hơi vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật đều bỏ lại. Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng dương giả hay thứ dân, giàu nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Danh mà chi, lợi để mà chi, bèo mây bọt nước có ra gì? Sao đường danh lợi hai tay trắng, cuối lớp ân tình nấm mộ xanh. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống ngoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau, ai cũng tham giàu sang quyền tước. Nhưng cho dù có kho vàng núi bạc, lộc cả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nỡ đang tâm sát phạt, tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Nói đến đây, tôi nhớ đến mẫu chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm, Ngài cùng tôn giả Tích Xa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi: Này Tích Xa, ông có thấy trước mắt ông là gì không? Tôn giả Tích Xa thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó Đức Phật dạy: Cũng vậy, nước mắt của chúng sanh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết, từ vô thỉ cho đến nay, nhiều hơn là nước của đại dương, còn xương thịt chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi: Sắc là thường hay vô thường? Chư tỳ kheo đáp: Sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp: Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình không? Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp vì thân mạng của cái vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy: Các ông nên nhớ từ hiện tại quá khứ cho đến vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta, cho đến thọ, tưởng, hành, thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó, mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Họ quan niệm là vật dưỡng nhân, nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng thử hỏi, mũi mòng, lan sói, chúng cũng có quyền nói người sinh ra nhân để dưỡng vật được sao? Chẳng qua là khôn sống, dại chết, mạnh được, yếu thua là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới sát? Vì con cá cắn câu thì hoảng sợ, con chim thấy cung tên, súng đạn liền vỗ cánh bay cao, ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu, học huyết. Điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu người giết cầm thú, sao rồi người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi, nên sanh ra hiếu sát chiến tranh giặc giả, giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải vị, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, thú kia chết thảm, gây thù kết oán luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chi cho bằng cơm rau đạm bạc cũng qua ngày hai buổi, rảnh chí tu hành. Bởi vậy, tôi ước mong sao cho mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, vì chúng đều có tri, có giác, ta đừng làm chúng nó khổ đau. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các hàng đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba, nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bôn ba giành giật sát sinh hại vật, ăn cho dinh thân vì gia, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệp, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Nói đến cảnh khổ của kiếp người thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ xa giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có bốn binh chủng hùng mạnh. Hôm nay
còn đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này Đại Vương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây, mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vạn vật đến đó, thử hỏi Đại Vương lấy cái gì ra để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng: Bà Thế Tôn, con không thể nào đem bốn binh chủng kho tàng thần dân ra mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy: Đúng như vậy, Đại Vương, bốn ngọn núi chính là sinh, lão, bệnh, tử. Này Đại Vương lắng nghe, vì người đời ngu ám không có chánh trí, nên nhiều kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Một, những nỗi khổ về sanh. Khi còn nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no lấn ép khó bề cựa quậy. Lúc sanh thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi lòng mẹ, da thân mềm mỏng, chạm phải những vật bên ngoài đau như là dao cắt, hoảng hốt thất thanh khóc gian. Hai, những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, chân tay run rẩy, đi đứng khó khăn, trí huệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ, uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi, có khi là chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Ba, những nỗi khổ về đau. Thân người do bốn đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như bốn đại không điều hòa thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề, thủy đại chẳng điều hòa thân thể phù thủng, hỏa đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy, phong đại chẳng điều hòa thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì bốn đại không điều hòa cho nên sanh ra vô số chứng bệnh, nào là cùi phong, ghẻ lở, ung nhọt, cảm xúc, nhức đầu, đau răng, bại liệt, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô, lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi nằm trên ấy. Tâm thần khổ não, giọng nói bi ai buồn thảm, món ngon vật lạ khi đưa vào miệng đều biến thành vị đắng. Bốn, những nỗi khổ về chết. Thân người đến lúc sắp chết, thời bốn đại phân tán, thần thức chẳng an, đụng đến như dao cắt, đau nhức toàn thân, toát mồ hôi, mệt ngột không ngần, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uống mình, dặn tay, bẻ chân, hai tay buông xuôi. Phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại đi là tấm thân lạnh ngắt như đồng. Cho dù Đại Vương có bao nhiêu binh chủng kho tàng thần dân đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đầu với tử thần, chỉ có nước bó tay cởi giáp đầu hàng mà thôi. Sau khi chấm dứt pháp thoại, Vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, hoan hỷ tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Mạng người mong manh sớm còn tối mất, vô thường chợt đến không ai tránh khỏi. Xưa có bốn anh em dòng Đại Phạm Chí, đều có thần thông biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng: Cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh. Khi bàn tính xong,
ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, ông nữa vào giữa núi Tu Di, còn ông thứ tư tới chợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, thời bốn ông đều mạng vong. Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường, khổ, không, vô ngã này, khéo tu tập theo lời Phật dạy, thời thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi khổ não, đạt đến đạo quả Niết Bàn vậy. Kinh Xuất Diệu. Dầu trốn ở hư không, giữa biển khơi núi rộng, không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong. Kinh Pháp Cú. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: tất cả không ai tránh khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Vậy mà có lắm người khi thấy ai đó già, bệnh, chết lại sanh tâm khinh khi, nhòm gớm. Nhưng họ lại quên rằng rồi đây mình cũng già, bệnh, chết. Nhớ lại thuở Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một thầy tỳ kheo mắc bệnh lở loét khắp cả thân thể, máu mủ thường chảy ra, ai thấy cũng sợ hãi không dám lại gần. Nhìn thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, tự tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Chăm sóc cho người bệnh, một là ta cảm nhận thân này bất tịnh để nhắc nhở trên đường tu tập, hai là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu, bệnh hoạn mà hủy báng, khinh thường, khạc nhổ, làm ngơ, sau này kẻ đó bị quả báo, khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa nhóm các thứ bệnh hoạn, tai nạn. Thuở xưa, Đức Phật an trú tại nước Xá Vệ. Lúc đó có bốn vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây cùng bàn với nhau. Trên đời này cái gì khổ hơn hết? Vị thứ nhất nói: đói khát là khổ hơn hết, vì những khi đói khát thường ốm mắt mờ, lòng dạ chẳng yên, thật là khổ. Vị thứ hai than: sân hận mới là cái khổ lớn nhất, mỗi khi nổi giận là chẳng kể thân sơ, và lắm khi làm hại mình, hại người nữa. Vị thứ ba bảo: lo sợ thật là khổ không gì bằng, mỗi khi sợ hãi thì tim đập mạnh, tay chân run rẩy, đứng ngồi chẳng yên, rất nguy hiểm đến tính mạng. Vị cuối cùng nói: cái khổ trong đời không gì hơn dâm dục, mỗi khi sắc dục bức bách thì không chỗ nào là không nghĩ tới, cũng nhân đó rồi bị nguy thân mất mạng, nó báo hại hơn cả. Vì bất đồng ý kiến nên họ cứ tranh luận mãi. Đức Phật biết được, Ngài liền đến hỏi: các ông đang tranh luận việc gì? Các tỳ kheo đứng lên làm lễ rồi trình bày những điều đang bàn luận. Đức Phật bảo: những điều các ông vừa bàn luận đó chỉ là thứ khổ ngọn ngành, chưa hiểu hết ý nghĩa của chữ khổ. Cội gốc của cái khổ trong đời không gì hơn là có thân. Tất cả sự đói khát, nóng bức, sân hận, kinh sợ, sắc dục, thân là gốc của khổ. Nguồn tai họa cũng vì thân mà người ta lao tâm mệt trí, lo sợ đủ điều. Vì nó mà chúng sinh gây thù chuốc oán, tàn hại lẫn nhau. Chấp ngã buộc rằng sanh tử không dứt cũng đều do nơi thân này mà ra. Muốn xa lìa đau khổ trong hiện tại và vị lai thì chúng ta phải nhiếp tâm theo đạo chánh, không khởi những vọng tưởng sai lầm, tinh tấn trì giới, thiền định, có trí tuệ mới mong đạt được niết bàn an vui tịch diệt. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: nóng không gì hơn dâm, độc không gì hơn giận, khổ không gì hơn thân, vui niết bàn hơn hết. Bởi vậy, những ai là bậc hiền trí phải kiếp mau tự lợi bằng cách nương về Tam Bảo, huân tập những tài sản của bậc thánh. Đó là thất thánh tài: một là tín, hai là giới, ba là tàm, bốn là quý, năm là đa văn, sáu là trí tuệ, bảy là xả ly.
tín là phải vững niềm tin nơi Tam Bảo. Phật là đấng toàn năng toàn giác, đáng để cho chúng ta tôn thờ tín ngưỡng. Pháp có công năng diệt trừ phiền não, tham sân si. Tăng là người đại diện cho Phật, duy trì mạng mạch Phật Pháp, làm lợi ích an lạc cho chúng sinh. Giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác. Tàm, quý là biết xấu hổ những tội lỗi của mình, ăn năn cải sửa các lỗi lầm để trở nên người chơn thiện mỹ. Đa văn nghĩa là ngoài việc mưu sinh ra, quý Phật tử nên dính chút ít thời gian nghe kinh học Pháp để làm hành trang trên bước đường tu tập. Nhờ học hỏi giáo lý mà mình biết đâu là thiện ác, tốt xấu, phải trái, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, từ đó phát sinh trí huệ. Nhờ có trí huệ mới xả ly hết những kiến chấp sai lầm, vụng vặt, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Niềm tin và giới hạnh, hổ mình thẹn với người, đa văn thí trí huệ, đây là bảy món báo. Nhờ tin nên giữ giới, thường làm việc bố thí, không luận nam hay nữ, trọn đời không đói nghèo. Kinh Pháp Cú. Có nhiều người nhờ căn lành đời trước, gặp được thiện hữu tri thức khuyên nhắc quy y giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí, phóng sinh để tích lũy phước đức về sau. Họ lại trả lời rằng, tuổi tôi còn trẻ, đời còn dài, tương lai tươi sáng đang chờ đón, dạy gì phải tu cho uổng phí tuổi xuân. Chính vì thế nên tổ xưa khuyên bảo rằng: Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Quý Phật tử ra nghĩa địa hay đến nhà cửu huyền, thời thấy rõ nơi đó không từ bất cứ một ai. Quý Phật tử nên nhớ rằng, con quỷ vô thường lúc nào cũng rình rập bên chúng ta, không hẹn mà đến, không mời mà tới. Mỗi khi nói đến thì bất luận tăng, tục, già, trẻ, sang, hèn, nó sẽ đưa chúng ta đến lò thiêu hay nghĩa địa hoang vắng xa xôi cô tịch. Nơi ấy dẫu thông minh, tài trí, anh hùng, khôn dại, chung quy rồi ai cũng chết. Kiếp phù sinh là thế đó, như ngọn đèn trước gió không biết nó tắt giờ nào. Đời người ảo ảnh phù du, cuối cùng rồi cũng nhắm mắt xuôi tay, tạ thế đi về âm cảnh với hai bàn tay trắng, mà chẳng gieo được một chút phước duyên thì thật là đáng tiếc vô cùng. Vì thế nên Khổng Tử than rằng: Sanh tiền bất tri thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Có nghĩa là lúc sống mà không biết làm việc lành, thời sau khi chết khó mà thoát khỏi cửa địa ngục. Nhân đây tôi xin dẫn câu chuyện ở trong Khế Kinh kể rằng: Ở trên nhân gian có một người chuyên môn làm việc ác, đến khi chết bị quỷ sứ bắt dẫn đến vua Diêm Vương. Vua hỏi: Ở trên nhân gian sao ngươi không chịu làm việc thiện, gây chỉ ác nghiệp để rồi phải bị đọa đày xuống đây khổ sở như thế này? Thưa Diêm Chúa, ở trên nhân gian nhà nước làm việc gì còn phải thông báo trước, sao ngài khi không bắt tôi ngang như thế này, thử hỏi làm sao tu cho kịp. Ngươi có thấy người già, người bệnh, người chết không? Thưa ngài, tôi thấy. Đó là những thông điệp mà ta gửi đến ngươi. Phải biết rằng ai ai rồi cũng phải chết, tại sao ngươi không lo tu? Thưa ngài, tôi cũng chưa phải là già lắm, tại sao ngài lại bắt tôi? Ngươi có thấy những người còn trẻ mà vẫn chết không? Thưa Diêm Chúa, tôi thấy. Ngươi phải hiểu rằng cho dù già, trẻ, lớn, nhỏ gì, tới số đều phải chết, tại sao không lo tu, còn biện luận lôi thôi? Anh ta vội quỳ xuống thưa rằng: Tôi thấy, nhưng vì quá ngu mê nên mới gây ra ác nghiệp, mong Diêm Chúa từ bi tha thứ. Diêm Chúa phán: Tội của ngươi làm ra không phải cha mẹ hay đấng thiên liêng quyền thế nào xúi dục, mà chính tự ngươi làm thì ngươi phải chịu, không có nói năng dài dòng gì nữa. Ngục tốt đâu, lôi nó vào ngục hành hình cho ta. Thế nên người xưa mới than rằng: Khuyên niệm Phật, than rằng chưa rảnh, quỷ sứ đòi, khóc một khóc hai.
quý vị nào đầu tóc điểm bạc, đó là thiên sứ đến báo tin rồi, ráng lo tu kẻo trễ. Có nhiều bà cụ đi chùa lễ Phật, tôi thấy vậy mới khuyên: cụ già rồi không biết chết giờ nào, ráng lo niệm Phật. Làm hoài cũng vậy, biết bao nhiêu mà cho đủ. Để cho con cháu nó làm, cụ lo niệm Phật để đứt lại cho nó. Hơn nữa, nhờ niệm Phật khi chết được Phật rước về cực lạc an lành, chớ con cháu của cải không cứu mình được. Bà cụ nói: sư bảo như vậy cũng phải, nhưng mấy đứa con của tôi còn nhỏ, lập gia đình chưa hết, để khi nào nó yên bề gia thất rồi tôi mới rảnh lo tu. Mới nghe qua tôi thấy cũng có lý, nhưng khi con nó lập gia đình xong không bao lâu lại sinh ra cháu, phận làm cha mẹ thật là khó xử. Còn nó bận đi làm không ai giữ cháu, thấy vậy không đành lòng, rồi cứ tiếp tục lo cái này xong lại có cái khác, cái khác vừa xong lại có cái khác nữa. Cứ như thế mà lo mãi, cho đến khi ngã ra chết mà cũng chưa rảnh để tu. Cho nên trong kinh Nikaya Phật nói: hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, giới đại binh thần chết. Khi tử thần đến gõ cửa, mình nói khoan để chậm lại vài năm nữa cho tôi tu có được không? Chuyện đó không bao giờ có. Vì Diêm Vương chỉ định canh ba chết, không thể nán lại đến canh năm. Hỡi ôi, tất cả già trẻ sang hèn, ai rồi cũng phải chết. Bởi vậy chúng ta không tu nhiều được thì cũng nên tu ít, chớ có hứa hẹn. Bất luận là người ngoài đời hay trong đạo, tánh giải đãi rất tối kỵ trong sự thành công. Tha ngôi, lo giàu nghèo lo mãi cũng không xong, hẹn khi khác mới tu. Thử hỏi khi khác tới bao giờ mới có? Chúng ta phải suy xét, thấy việc gì cần làm thì làm ngay, đừng hẹn ngày mai. Vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần, chờ nói để làm gì? Cho nên trong kinh Đức Phật đưa ra hình ảnh bốn con ngựa để ví dụ cho bốn hạng người. Con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi đã chạy. Con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba đánh cho thiệt đau mới chạy. Con ngựa thứ tư đánh chết bỏ, lúc lắc chứ không chịu chạy. Nói đến đây, Đức Phật dạy con người ta cũng thế. Con ngựa thứ nhất chỉ cho người trí, vừa nhìn thấy trong xóm có người chết là họ lo tu liền, giống như con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi liền chạy. Con ngựa thứ hai chỉ cho ai đó thấy người thân trong gia đình chết mới phát tâm tu, giống như con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba chỉ cho có kẻ thấy người trong xóm chết họ cũng không tu, cho đến trong gia đình có người chết cũng chưa nhúc nhích, đến khi chính bản thân họ bị bệnh thập tử nhất sinh, khi đó mới cảm nhận xác thân này là vô thường giả tạm, mới chịu phát tâm tu. Giống như con ngựa thứ ba đánh cho thiệt đau mới chịu chạy. Con ngựa thứ tư chỉ cho hàng người nghiệp chướng quá sâu dày, họ bị quan niệm tu cũng chết, không tu cũng chết, chẳng tin nhân quả tội phước, sống là tranh giành, chết là hết. Cho nên việc ác nào họ cũng dám làm, suốt đời không biết tu là gì. Giống như con ngựa chứng bất trị, hay là người bệnh nặng hết thuốc chữa, họ tự lao mình vào tam đồ ác đạo. Quý vị tự kiểm lại xem, trong bốn hạng người đó, coi mình thuộc hạng nào. Có nhiều người đợi cho đến khi bệnh sắp chết mới chịu thức tỉnh, thỉnh quý sư đến cầu an. Họ phát nguyện cầu Phật gia hộ cho con được bình an mạnh khỏe, sẽ phát tâm tu. Nhưng đến khi mạnh, tu được một thời gian rồi cũng thôi. Nhớ lại thuở Đức Phật còn làm thái tử, chỉ nhìn thấy người già, bệnh, chết có một lần là phát tâm tu liền. Còn mình nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhất là quý vị lớn tuổi thấy hoài, vậy mà có mấy ai chịu tu? Vì người ta chết chứ đâu phải mình chết, cho nên cứ tiếp tục gây nghiệp ác. Quý Phật tử nên nhớ, con đường người xưa đến,
tới mình cũng phải đi qua thôi. Nếu ai tự cho rằng tôi sống hoài không chết thì khỏi cần tu, còn nếu nghĩ rằng ai rồi cũng phải chết thì ráng chịu khó tu dùng một chút. Mình lo cho sự sống bao nhiêu thì cũng phải nghĩ đến sự chết bấy nhiêu mà cố gắng tu hành. Tu ở đây không có nghĩa là vô chùa mới gọi là tu. Tu có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu, sai quấy. Thân không sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu không nói dối, đâm thọc, thêu dệt, rủa chửi. Ý không tham lam, sân hận, tà kiến. Đó gọi là tu. Chính cái sự tu nó làm cho mình bớt khổ vì phiền não. Vợ biết tu cho nên mình hiền thì vợ chồng đâu có tranh cãi với nhau. Hoặc là ông chồng giữ vợ hiền, chồng mắng vợ nhịn thì đâu có chửi rủa đánh lộn. Nhờ vậy mà gia đình được bình yên hạnh phúc. Kế đến láng giềng, nếu họ hung dữ chửi rủa sỉ nhục vân vân, mình nghĩ rằng cái thân này không biết nó chết giờ nào, hơi đâu mà hơn thua cho sanh ra phiền não oán thù. Họ muốn chửi bao nhiêu cứ chửi vô lỗ tai bên này, qua lỗ tai bên kia đi mất. Hơi đâu mà chửi lại làm chi cho mệt, chửi riết mỏi miệng họ cũng nghĩ. Nhờ vậy mà lối xóm được bình yên. Còn nếu như bị người ta chửi, mình kiếm một câu gay gắt hơn chửi lại, nó sẽ dẫn đến đấu khẩu không xong thì chuyển qua đấu võ, kẻ lỗ đầu, gãy tay chân, người bể mặt, bầm mình. Nếu lỡ tay đánh người ta trọng thương hoặc chết, thời sẽ tốn tiền thuốc, lại bị bỏ tù hay là tử hình. Bỏ vợ con ở nhà không có ai lo, khổ lây cả chùm. Vậy mà ở đời họ cho đó là khôn, tự vỗ ngực xưng ta đây là anh hùng. Còn người hiền họ lại cho là nhu nhược, yếu hèn. Thật là mê muội. Cái chết nó đuổi gấp một bên mà chẳng chịu lo tu, tối ngày cứ lo cái chuyện không đâu. Muốn không khổ tâm vì những lời nói thô bỉ, độc ác của kẻ khác, trong kinh Chánh Niệm Xứ dạy: niệm hơi thở trong thân và ngoài thân. Niệm hơi thở trong thân là của ta, niệm hơi thở ngoài thân là của người. Những lời chửi mắng, hủy báng, nhục mạ, khen chê, nó chỉ là gió mà thôi. Hoặc quán niệm thân ta và người đều do đất, nước, gió, lửa hợp thành, không có cái gì là ta, là của ta cả. Nếu quán được như thế thì những lời chửi mắng, đánh đập, giết hại, khổ vui, khen chê, tốt xấu, phải trái đến với ta đều được hóa giải hết. Trái lại, còn thấy ta và người các pháp là thật thì phiền não, oán hận sẽ phát sinh rồi gây ra ác nghiệp. Kinh Trung Bộ Phật dạy: khi gặp nghịch cảnh phải cắn răng dán lưỡi lên đốc vọng, lấy chân tâm chế ngự dòng tâm. Nghĩa là khi tâm tham sân si nổi lên, đừng tiếp tục. Nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý nhân duyên, nhân quả để diệt trừ chúng. Người có chánh niệm dù gặp chướng duyên, ách nạn cũng vượt qua một cách dễ dàng, vì chánh niệm có công năng chuyển quả dữ thành quả lành. Hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng làm cho ta buồn phiền. Muốn hết khổ phải giữ chánh niệm, đó là tự mình cứu lấy mình và nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả. Trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy La Hầu La bảy đề mục trong khi hành thiền. 1. Niệm tâm từ để diệt trừ ác ý. 2. Niệm tâm bi để diệt trừ tàn nhẫn. 3. Niệm tâm hỷ để diệt trừ phiền hận. 4. Niệm tâm xả để diệt trừ thù oán. 5. Quán bất tịnh để diệt trừ ba độc tham sân si. 6. Quán vô thường để diệt trừ ngã mạn tự ái. 7. Quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm. Này La Hầu La, ngày đêm phải tỉnh giác kiểm soát thân khẩu ý, lúc nào cũng hướng tâm vào đạo pháp. Bất luận trường hợp nào, mỗi cử chỉ, mỗi hành động phải giữ chánh niệm. Nói chung,
muốn tiện khách trần phiền não, phải có chánh niệm. Chú tâm vào hơi thở, khách tham sân si đến, mình lấy tâm từ bi hỷ xả tiễn nó đi, thì thân tâm ta sẽ được an lạc giải thoát. Cổ đức cũng khuyên rằng: ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Quý Phật tử thử nghĩ, đã bao lần chúng ta đánh mất biết bao tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc và nhân loại, cũng chỉ vì thiếu đức vị tha. Nhiều bậc cha mẹ vì quá tức giận chửi mắng, đánh đập, xua đuổi con cháu chẳng chút xót thương, vô tình đưa nó vào con đường sa đọa, tội lỗi. Nhưng họ lại quên rằng, những lỗi lầm ấy khi xưa mình đã từng mắc phải. Vậy ta nên từ bi, hỷ xả, chỉ dạy cho nó thấy được lỗi lầm sửa đổi. Nếu thiếu đức tính khoan dung là tự mình chuốc lấy ưu phiền và gieo khổ cho người khác, chính cái đó đã đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất mà người ấy có thể đem đến cho mình. Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội, ta phải tha thứ, thương yêu, đùm bọc, dìu dắt lẫn nhau, đồng tiến bước trên con đường đạo đức. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Cổ đức. Nhưng thử nghĩ, trên thế gian này có mấy ai được vậy? Quý vị đi đám tang thường thấy những bà vợ gục đầu bên quan tài ông chồng khóc than, kể lể bằng những câu rất thảm thiết. Nếu ngược lại, người nằm trong hòm là bà vợ, thì ông chồng buồn bã than tiếc bằng những lời ưu ái bi ai thật cảm động. Cho đến con cái và thân bằng quyến thuộc cũng vậy. Khi còn sống bên nhau, suốt đời họ chỉ đem toàn là những lời cay nghiệt, độc địa, thô bỉ, bạo tàn, sát phạt nhau. Đợi cho đến khi họ chết rồi mới ăn năn hối hận, khóc kể, tán dương, ca ngợi, nào có ích gì. Thật sự mà nói, những dòng nước mắt và lời nói đó đều là giả dối, vô nghĩa. Mình tự khóc kể rồi mình tự nghe, chứ đối với người đã chết thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tận cùng tâm tư của con người, ai cũng thích dịu dàng, mơn trớn khi được người tán dương ca tụng. Tại sao chúng ta không đem những ân tình, lời nói tốt lành dành cho nhau trong lúc còn sống? Họ ưa thích biết bao nhiêu. Quý Phật tử nên nhớ rằng, ai rồi cũng phải chết, cuối cùng cũng phải chia tay nhau. Cho nên, các thiền sư thường khuyên chúng ta, hãy dán chữ tử trước mắt để ý thức rằng mình và những người chung quanh không biết chết lúc nào. Trong khi còn sống, chúng ta cố gắng lấy đạo đức, tận tình đối xử tốt đẹp, vui vẻ với nhau, để khi họ ra đi, lương tâm mình không bị cắn rứt, bùi ngùi hối hận. Trên đời có một số người quen thói ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời, giữ ý, không hấp tấp, vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi vã, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sức láo. Lời nói ôn tồn hòa nhã, tế nhị ngọt ngào, ngay cả trong lúc tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, nói lời tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ.
lời nói ngọt lọt tới xương. Lời nói chân thật ngọt ngào, nó có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý làm nghịch lòng một chút, liền sân si sừng sộ, phẫn nộ là lỗi om sòm. Hạng người như thế không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị và kín đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tân bốc đề cao quá trớn trước đông người. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bực về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này: trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bực hơn hết, nên khen thưởng để khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi chỉ có một hai người. Như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ, để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy: mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắc khe độc ác thì phước đức tiêu mòn. Phong cách nói năng chính là biểu hiện bên ngoài để gieo thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nói năng hành động tốt, chúng ta cần tạo cho bản thân phong thái ung dung, tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng khi trầm, lên xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàn ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói, vạch chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những vướng mắc khó chịu cho ta và người. Đức Lục Tổ dạy: hơn thì càng thêm oán, thua lại ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, thời an ổn ngủ yên. Trong khi nói chuyện, chớ đề cập quá nhiều đến bản thân, hoặc nói mãi một vấn đề làm cho người nghe thờ ơ, chán nản. Và những chuyện gì mà người ta không muốn trả lời thì đừng cố tra hỏi. Cũng cần tập cho mình thói quen nghe người ta nói chuyện thị phi liền xả bỏ, đừng tùy tiện rêu rao chuyện người khác, gây khó khăn cho họ, như thế họ sẽ oán ghét ta. Đó là tự chuốc lấy phiền não, chẳng có lợi lộc gì. Người xưa dạy: sẩy chân còn hơn sẩy miệng. Có người học thức rất cao, nhưng khi nói ra sao mà khó nghe vô cùng. Ngược lại, có người trình độ chẳng là bao, nhưng khi họ nói ra một điều gì thì làm cho người ta nghe một cách chăm chú, say mê và có tính thuyết phục rất cao, tạo niềm tin cho người khác. Muốn được vậy, phải giữ gìn giới cấm, chịu khó nghiên cứu giáo lý, rèn luyện nhân cách cho thanh nhã, thận trọng từ việc ăn mặc, đi đứng, nằm ngồi, nói cười cho hợp lý, lúc nào cũng tỉnh giác kiểm soát thân, khẩu, ý, đừng để tâm buông lung phóng túng. Thường giữ oai nghi nghiêm chỉnh thì việc nói làm đó mới được nhiều người kính mến, nhờ thế mà thành công tốt đẹp. Kiếp người ảo ảnh phù du, vậy mà có mấy ai thức tỉnh lo tu hành, cứ mãi nói chuyện thị phi, nhơn ngã, tranh giành, hơn thua từng tiếng nói, chẳng nhịn một câu. Cho nên cứ mãi lẩn quẩn trong dòng phiền não, sanh, lão, bệnh, tử, chịu bao kiếp nạn. Lời nói là vốn oan khiên, cũng vì mở miệng lụy phiền đến thân. Lời ăn tiếng nói ân cần,
suy xét chính đáng muôn phần khỏi lo. Một lời mà lỗi quá to, tan nhà mất nước cũng do miệng mình. Bớt nói một câu chuyện, bớt săn một lỗi quấy, thêm một câu niệm Phật, thêm nhiều duyên giải thoát. Muốn cho gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui, cổ đức khuyên chúng ta phải tu hạnh nhẫn. Chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế, là người hiền khó kiếm trong đời. Chữ nhẫn giới trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhẫn hương lân cũng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ. Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận xứng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhẫn xóm làng cô bác mới cao, nhẫn tâm nọ thường thường an lạc. Nhẫn tất cả những người tuổi tác, giữ tánh lành yên tịnh lâu dài, quanh năm mới bảo toàn thân thể. Sinh, già, bệnh, chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến với người khác thì cũng có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ, như cây khô khúc gỗ, dứt bỏ vì vô thức. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy cho chúng ta thấy, thân tứ đại này quả thực là mỏng manh tạm bợ. Nếu chúng ta không biết sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện những điều chân chính, thì không mấy chốc tuổi già đến ta sẽ hối tiếc. Cuộc sống rất vô thường. Cái khổ của sinh, lão, bệnh, tử luôn luôn rình rập ta. Những ngọn lửa phiền não nội tâm như tham vọng, giận dữ, oán thù, ganh ghét, kiêu mạn, nghi kỵ và bất mãn đang nung nấu tâm hồn chúng ta, đều do ta thiếu sáng suốt mà sanh ra. Để hóa giải những nỗi thống khổ đó, Đức Phật dạy vua Suddhodana rằng: phần lớn những khổ đau mà ta chịu đựng đều do ta tự tạo ra. Không thể nào thoát ra được khổ đau bằng cách gian xin cầu cứu với một vị thần linh nào. Ta phải quán chiếu tâm ta và môi trường hoàn cảnh chung quanh ta. Mỗi cử chỉ hành động phải tỉnh giác để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng làm cho ta khổ đau. Ví dụ, có một người nào đó đến chửi mắng ta. Nếu ta chửi mắng lại người ấy, trong trường hợp này ta khổ mà người ấy cũng khổ. Theo đạo lý tỉnh thức thì ta không nên vội nổi giận chửi mắng họ. Trong lúc đó phải bình tâm quán chiếu để thấy được vì sao họ tới chửi mắng ta. Nếu ta thực sự có lỗi thì thành thực nhận khuyết điểm sửa sai. Nếu ta không có lỗi thì chắc chắn họ đã hiểu lầm. Trong khi đó ta phải sáng suốt chứng minh cho họ thấy được sự hiểu lầm ấy. Làm như vậy ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho họ. Này đại dương, muốn thoát ra mọi khổ đau phải biết thực tập sống theo tinh thần giới định huệ. Giới là nguyên tắc sống an lạc. Có an lạc mới thực hiện được định. Sống có tỉnh thức và chú tâm vào hơi thở, ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm và hoàn cảnh. Khi đó ta mới có huệ, tức là sự hiểu biết vậy. Rồi Đức Phật khai thị cho đại chúng về đạo lý vô thường, vô ngã, duyên sinh của vạn vật. Một khi đã hiểu biết, ta có thể thương yêu tha thứ thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Nếu không có sự hiểu biết, ta sẽ không thể nào thương yêu tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thực là phải có trí huệ để diệt trừ vô minh, thì ta sẽ được an lạc giải thoát niết bàn. Niết bàn là sự chấm dứt vô minh, tham đắm, ganh ghét, giận hờn. Phá giặc phiền não bằng cách quán chiếu, tôi đã thực nghiệm thành công và chỉ dạy cho nhiều người khác thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Suddhodana và hội chúng thảy đều hoan hỷ, kính thọ phụng hành lời Phật dạy. Bye.
nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù. Thuở Phật, có ông thầy tên là Kokalika, thấy Đại Đức Xá Lợi Phất là một người đệ tử lớn, được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc quở trách và giáo giới vị tỳ kheo nào, là thầy Kokalika cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói vào của Đại Đức Xá Lợi Phất. Vì thế, thầy đem lòng ganh ghét Đại Đức Xá Lợi Phất. Thầy Kokalika thường nói với các vị khất sĩ rằng Đại Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Kokalika quá lớn, khiến không ai có thể hóa giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến bảo: Này khất sĩ Kokalika, đừng cho rằng Xá Lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá Lợi Phất là người có đạo đức chân thực và tính tình rất hòa ái. Thầy Kokalika đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất kỳ lạ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái mục nhỏ bằng hạt cải. Những cái mục này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra chảy đầy máu mủ. Thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về. Sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy Kokalika chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây, Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Sau khi nghe lời Phật dạy, các vị khất sĩ y giáo phụng hành. Tối sáng như tên bắn, ngày tháng tợ thoi đưa, không ai làm chủ được sanh già bệnh chết. Vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi ganh ghét, hận thù, não hại lẫn nhau, để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương. Dinh nhục, được mất, tốt xấu, phải trái, hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chính vì thế, Tổ Quy Sơn mới dạy rằng ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có, chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái mũi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Qua bài kệ trên, Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ, giống như con cá ở trong ao không có nước, chẳng biết chết giờ nào, phải ráng mà lo tu để tự mình cứu lấy mình. Đức Phật dạy được thân người rất là khó, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với Tam Bảo mà không lo tu là uổng lắm, để rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay tà ma ngoại đạo, biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật Pháp để tu. Khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú. Trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả. 100 năm mới nổi lên một lần mà gặp được bọng cây trôi. Đó là một điều thiên nan vạn nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt, chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già. Địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biểu đàn con dại, sớm tối say mê đám ruộng nhà. Chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tầm về cực lạc khỏe lòng ta. Phật đưa ra cái lý chơn thường chơn ngã để cho chúng ta tu tập. Nếu không mình sẽ rơi vào trạng thái bi quan, thoái hóa. Muốn biết chơn thường chơn ngã là gì, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm qua mẫu chuyện sau đây. Chuyện kể rằng,
Một thuở Đức Phật ở nước Xá Vệ an trú tại kỳ viên Tịnh Xá. Một hôm, Vua Ba Tư Nặc đến ý kiến Đức Phật, thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, gần đây thân mẫu con mất, cho nên con không rảnh đến viếng Phật nghe pháp, mong Đức Thế Tôn hoan hỷ cho. Đức Phật nhìn thân hình tiều tụy, gương mặt âu sầu của Vua Ba Tư Nặc, liền dạy: Này Đại Dương, trên đời này có sanh, ắt có tử, đó là định luật xưa nay, có gì mà Đại Dương phải buồn sầu đến thế? Nhân đó Đức Phật nói kệ: Tuổi trẻ thân tráng kiện, đến già sắc biến suy, bệnh hoạn rồi phải chết, sum họp để chia ly, đâu có theo ý mình, mạng sống thật giả tạm, vạn vật đều vô thường, thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Hãy lấy đó mà suy, tinh tấn quyết hành đạo, thẳng tiến đến Niết Bàn, mới thoát khỏi sanh tử, dứt sạch hết sầu khổ. Đại Dương cho nên dùng tâm phàm mắt thịt, nhìn thấy thân mẫu của mình mất rồi, sanh tâm âu sầu, mà Đại Dương hãy nhìn vạn vật bằng huệ nhãn, để thấy rõ các pháp do duyên sanh, mà cái gì do duyên sanh đều là vô ngã, không thực. Đủ duyên thời hợp, hết thì tan, vì sắc tức thì không, không tức thì sắc, nhẫn đến thọ, tưởng, hành thức cũng đều như thế. Đó là định luật nhân duyên vô thường giả hợp. Có gì đâu mà Đại Dương phải lo âu sầu muộn, để tự mình chuốc lấy phiền não, nào có lợi ích gì. Đại Dương nên sống với cái tâm chân thường chân ngã, tự tại vô ngại, bất sanh bất diệt. Đó là pháp thân, Niết Bàn diệu tâm vô tướng của Như Lai. Vô tướng ở đây có nghĩa là vô tướng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô tướng nam nữ, vô tướng sinh, trụ và hoại. Pháp thân của Phật không có sắc, không nhiễm trước các pháp bất sanh, bất diệt, thường, lạc, ngã, tịnh, không thể dùng ngôn ngữ thí dụ hay suy tưởng được. Bất khả tư nghị, bất khả thuyết, tự giác, tự tác, tự chứng, giống như lúc ăn uống, tự mình biết ngon, dở, nóng, lạnh, người ngoài không thể biết hết được. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật thuyết pháp, tâm thần tỏ ngộ, dứt hết phiền não, cúi đầu đảnh lễ Phật, y giáo phụng hành.